mới lại đây ha. Dạ. Cái gì? Đâu mắc cái gì mà phải chạy xuống tới dưới đây? Vậy chứ chả anh về cũng đâu có chỗ ở đâu. Không chỗ ở tại mình chứ đâu phải mà tại người ta đâu. Giờ Thanh Liêm mến chào cả nhà nha quý vị. Trên đường đi tác nghiệp nè quý vị. Thì hiện tại bây giờ Thanh Liêm đang ở khu vực phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì ở đây thuộc là ngã ba Lộ Tẻ, thuộc về ngã ba Lộ Tẻ, điểm giao nhau giữa quận Thốt Nốt của Cần Thơ và cửa ngõ đi vào thành phố Long Xuyên. Thì Thanh Liêm phát hiện chị đẹp đang ngồi ở đây nè, mà không thấy chiếc xe đạp ở đâu. Đó, đêm hôm thì không thấy là khi mà sau khi chia sẻ cái video đó thì thấy ở trên ngồi gần cái cây xăng, nhưng mà sau đó vài tiếng đồng hồ Thanh Liêm quay lại thì không gặp. Chuyện mình lên luôn rồi. Đi đâu dưới đây này? Mày đi đâu dưới này à? Mắc xe đạp đâu? Mắc luôn rồi, với cầu mắc ở chân luôn rồi. Để đâu mà mắc? Ngủ ở trên cầu á, đi về phòng bị ông nó đuổi lên trên cầu ngủ mình mắc luôn rồi. Rồi mắc giấy tờ, mắc xe đạp luôn. Tại sao tối không ngủ lại chỗ đó mình lại trên cầu, cầu nào? Hồi tối cái ông kia đi qua đi lại sao ngủ? Ngủ ở cầu nào? Ngủ ở trên cái cầu dài này nè. Chỗ cái cầu lớn này đó hả? Không có, cái cầu mà gần rồi xong luôn. Rồi đi đây xuống dưới đây bằng cái gì? Đi bộ. Đi bộ tự chảnh xuống đây. Trời ơi. Xuống đây để làm cái gì với này? Hả? Trời ơi trời. Bạn hả? Con đó bạn cái gì? Dạ. Nhà cô ở đâu? Vậy hả? Ơi. Dạ ở Long Xuyên. Rồi vậy là mắc hết trơn rồi, còn cái gì nữa đâu? Xe giờ trái nướng với cô Phai. Chết luôn rồi trời, xe ngày hôm qua sờ sờ còn mà giờ mắc luôn rồi. Rồi vậy làm sao? Ngồi ở đây lúc nãy Thanh Liêm đi ngang thấy ngồi từ mình lên nói chuyện mình lên rồi. Người ta ngủ cái cây xăng đó là yên rồi, đâu có mắc đồ. Bây giờ mắc luôn chiếc xe đạp rồi. Mắc hết trơn toàn bộ trên xe luôn. Mắc hết thì bây giờ biết sao giờ? Tại vì nửa khuya mà ngủ mê quá, người ta lại ta lấy rồi biết sao giờ? Giờ đâu còn gì đó lấy. Chết rồi. Kiểu này là làm sao mà đưa giờ đi đâu? Bỏ tay. Cô gặp chị ở đây mấy ngày rồi? Mới lại đây ha. Dạ. Cái gì? Đâu mắc cái gì mà phải chạy xuống tới dưới đây? Vậy chứ chả anh về cũng đâu có chỗ ở đâu. Không chỗ ở tại mình chứ đâu phải mà tại người ta đâu. Trời ơi, trời, tôi giờ tôi hết cách với chị rồi. Chị đừng có nói là chả anh không có cái chỗ ở, nhưng mà tại chị không có hợp tác. Ta kêu đừng có đem chó về phòng nữa. Là không có đem chó về phòng nữa mà chị đâu có chịu. Rồi chị đem cái này cái kia vô phòng lum la chơi, người ta giờ ta đuổi luôn rồi. Rồi làm sao mà giờ tôi tìm được chỗ nào khác cho chị nữa? Chị biết là tôi nói rồi rất là nhiều lần, tìm cái chỗ ở cho chị nó rất là khó. Mà khi có rồi chị không có trân trọng, chị không có trân trọng cái công sức của tôi gì hết trơn á. Rồi thêm bây giờ
sáu cái nhà thuê, sáu cái nhà trọ rồi. Nó cô nó còn cười nữa kìa, nó còn hỏi con nghĩ cô bây giờ nó thuê sáu cái nhà trọ rồi còn cái gì nữa đâu mà để mà giúp. Ngủ cô sao? Dạ. Ê, kết lộn không? Ngủ cô đi. Dạ. Con thấy cô như cũng hay thượng ở đây phải không? Dạ, đây chơi mà, tại nhà đực quá, chơi ra đây ngồi chơi. Dạ. Dạ, cô cũng gần đây ha. Qua cầu tới rồi. Trời ơi, trời, giờ mất luôn chiếc xe đạp rồi quý vị. Bây giờ hỗ trợ gì nữa? Bây giờ cách nào hỗ trợ nữa bây giờ? 6 chiếc xe đạp, 5-6 cái điện thoại, 3 chiếc xe đạp, 6 cái nhà trọ, 5-6 cái điện thoại và một cái nhà di động rồi. Đó, mà bây giờ cứ vô ở cứ nuôi chó hoài à. Người ta không có cho đem chó vô nhà trọ, cứ nuôi chó hoài rồi người ta phiền. Đó, mà muốn theo mình không mà vô mà không có chịu mà theo cái nội quy của người ta mà cứ theo ý mình không thì giờ để mà cho bị đuổi, giờ nói giờ ở chảnh không có nhà ở giờ sao giờ. Nói vậy giống như đó con thì cũng nói đấy không, nhà trọ tao cũng đâu cho đem chó vô. Dạ. Đó chợ cây nhà của mình muốn nuôi gì nuôi chứ nhà trọ. Đó mà giờ chỉ nói vậy đó giống như là chỉ gieo cái tiếng mà xấu vậy đó, bây giờ mình không có giúp, không có nhà cửa cho chỉ ở vậy đó. Con hỏi coi giờ cơ nhở gì mà được 5-6 phòng trọ đó, con nghĩ sao? Điện thoại cũng 5-6 cái rồi. Đó. Rồi bây giờ thậm chí bây giờ là xe đạp là cũng 3 chiếc rồi mà mắc 2 chiếc. Mà chiếc xe vừa rồi là mắc chiếc xe đó là tốt nhất luôn á. Thôi ở trời không biết trân trọng gì hết trơn. Đó là ngày hôm qua quý vị, khi Thanh Liêm kết thúc cái video hồi tối á, thì Thanh Liêm cũng đã có dành ít phút thời gian để nói chuyện với chị đẹp. Mình cho chị đẹp hai cái điều kiện để mà suy nghĩ. Thứ nhất là chị không nuôi chó nữa, không nuôi chó để về tôi xuống tôi năn nỉ với phòng trọ cho người ta về cho ở. Và tôi sẽ không nói gì sâu xa, thì cũng có một cô Mạnh Thường Quân cũng nhờ Thanh Liêm tìm mua lại một chiếc điện thoại cũ để cho chị đẹp xài. Thì hiện tại bây giờ cái chiếc điện thoại thì Thanh Liêm cũng đã mua rồi chứ không phải là không mua. Đó thì Thanh Liêm ra cũng ra mình đã nói chuyện với chị, tại vì cô thấy chị bây giờ cô cũng rất tội nghiệp. Cô nói bây giờ cuộc đời mình sống nay chết mai, mình không biết ngày nào mình chết. Cô thì cô nói cô cũng bị bệnh hoài à. Đó bây giờ đó, cô giúp cho chị đẹp cũng rất là nhiều lần, cho đồ cho quà này nọ, nhưng mà cô nói thôi Thanh Liêm giờ gắng tìm cách nào đó giúp cho đẹp thêm một lần nữa đó, thì cô sẽ hỗ trợ cô giúp cho đẹp rồi cho cái điện thoại đó, rồi kêu Thanh Liêm cho đẹp bán vé số hay gì hay là mua đồ ăn gì đó cho đẹp ăn. Thì Thanh Liêm dạ thì Thanh Liêm cũng đã mua cái chiếc điện thoại bỏ trong túi rồi nè quý vị, chứ không phải là Thanh Liêm nói thật sự bây giờ quý vị là Thanh Liêm lấy cho quý vị tin luôn đó nè. Đó hết cách luôn, ngủ một đêm hồi đêm hôm tối ngủ ngay chân cây xăng mình thấy mình rất là yên tâm rồi. Tự nhiên là cái mà tóc bỏ đi chỗ khác ngủ, bây giờ cho người ta ăn cắp xe mà mắc chiếc này là chiếc thứ hai rồi. Rồi còn cái gì nữa để nói đây nè, đây là chiếc điện thoại cũ đó nè, đó mình cũng mới vừa mua rồi đó, mình mua luôn rồi đó. Cô nói như vậy thì Thanh Liêm cũng ráng mà Thanh Liêm làm thêm một lần này nữa, nhưng mà bây giờ cái trường hợp như vậy đó người mình biết sao. Đó, phòng trọ có sẵn ở mà bây giờ mình chỉ nói yêu cầu là không nuôi chó, thì bây giờ nói không nuôi chó thì không về phòng trọ ở, không cho nuôi chó thì không chịu về phòng trọ đó. Mà bây giờ cái quy định nào ở đâu cũng vậy, người ta đâu có cho người ngoài đem chó vô, còn cái chuyện người ta chủ trọ người ta nuôi chó là cái chuyện nó đã đành rồi. Và chỉ ngang chỉ nói người ta nuôi được chỉ phải nuôi được, mà mình đã nói rồi cái người nuôi chó là người chủ trọ đó chứ không phải là người ngoài. Người ta vô ta nuôi con bút đồ á, ta mua chó kiển á chứ không phải ta nuôi ba cái chó mà chó ta chó này chó kia, rồi đồ ăn đồ uống rồi cứ lụm về tùm lum, rồi nói người ta mắc chỉ nấu ăn cho người ta ăn. Trời mặt ơi, đồ ăn của chỉ nấu ai mà ăn, nó không cho ăn á nó kiếm chuyện. Trời mặt ơi, hết thế bà này luôn đó, lộ bộ từ ở trên mà Long Xuyên mà lộ dài gì tới dưới này. Gặp cô này cũng tội nghiệp, cổ cũng cho nước uống rồi cho đậu phộng rồi chút xíu đồ ăn vậy đó, hết cách rồi. Chiếc xe mua mấy triệu bạc mà bây giờ là mất tiêu chiếc xe rồi.
còn cái gì nữa để nói về trời. Dạ thì cái video này thật sự là Thanh Liêm đang trên đường đi tác nghiệp quý vị đó. Đây là khu vực ngã ba Lâu Tẻ giao nhau nè, hướng đó hướng Thanh Liêm quay về là hướng về Long Xuyên đó, hướng này đi Cần Thơ, hướng này đi Gạch Giá và đi về cầu Dàm Cống đó. Mấy ngày nay đã xuống đây rồi đó, coi như là tụ là xuống đây không biết làm cái gì mà bắt bén rồi xuống đây mấy ngày nay rồi. Để dưới cái video mà vừa rồi Thanh Liêm livestream đó, Thanh Liêm chia sẻ đó là bạn Nguyễn đó là đã hôm mà đi Gạch Giá về là phát hiện là gì đẹp ở dưới khu vực này nè, chạy dưới xe đó ở dưới đây. Nguyễn cũng mới cho Thanh Liêm hay, Thanh Liêm mới chạy xuống dưới đây mình mới làm một cái buổi livestream đi tìm chị đó, chứ không phải mà làm gì mục đích câu like câu view gì hết đó. Thì thật sự bây giờ bữa nay là mọi việc đã rõ là chị đang nằm ở đây nè, ngay là ngã ba Lộ Tẻ luôn đó. Đây là thuộc về phường Thối Thượng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, mắc hết trơn rồi, rồi làm sao mà dám giao cái điện thoại nữa giờ, không có cái gì mà giữ hết trơn, làm gì giờ còn, bắt chiếc xe nói chuyện tỉnh queo trời. Thôi nằm đây tôi đi nha, gì nào muốn về chảnh hay gì đó vậy. Thôi đẹp, giờ tôi nghĩ mình nên đi về cho tóc ở thì đẹp ơi. Để đi đâu cho đi, về nhà không? Không, tôi đưa đi về chảnh. Tối mày ngủ nằm lăn ra ngủ rồi bị tao lấy chiếc xe rồi. Nó cũng vì mấy con cúng này nè. Về cho tóc không? Không. Về cái dầu không? Không. Về cái dầu tôi đưa cho về cái dầu. Không, tôi đi đâu tôi đi. Ừ, đi đâu đi đi, chứ giờ tôi hết cách rồi, thôi giờ tôi đi công việc của tôi nữa. Khi nào mà chị cảm thấy mà cảm giác mà chị đã dừng chân lại được thì lúc đó thì tôi sẽ gặp, tôi sẽ làm việc tiếp. Còn bây giờ tôi gặp ở ngoài đường thì tôi chỉ chia sẻ thôi cho mọi người xem. Tôi Thanh Liêm đính chính một lần nữa là Thanh Liêm không đem chị đẹp về nha quý vị. Đó. Hết ý kiến rồi coi, tại vì chỉ là chỉ có muốn theo cái ý của chị không mà. Đó thì cũng chị cô cũng đã biết rồi, nó vô nhà trọ đâu có ai mà cho đem chó đem mèo mà mới đem chó mèo rồi mới đem mấy cái đồ tùm lum la vô hết trơn á. Người ta đuổi chứ không phải gì hết trơn. Mỗi nhà trọ là ở được tháng, mỗi nhà trọ ở được tháng, cái nào ở lâu lắm cũng được tháng ngoài. Làm gì? Dạ. Gốc ở trên Châu Đốc á, giống như bệnh rồi giờ có chồng mà giờ chồng cũng không có coi luôn rồi đi vậy luôn đó. Đi là một năm nay rồi, về nhà đi tìm lên tới gia đình chỉ luôn rồi, đi tìm rất nhiều lần lên gia đình rồi ở chùa Bà trên á, nhưng mà chồng bây giờ là không biết tới nữa, chồng bỏ luôn rồi, người thân đâu bỏ luôn rồi đó. Thì có một cái cô này cũng ở đây cũng mới gặp chị đẹp rồi cũng có cho nước nôi đủ gì đó. Thôi bây giờ Thanh Liêm xin phép đi, hết ý kiến rồi, hết cứu chữa rồi. Nhìn cái hình này là Thanh Liêm biết là hết cứu chữa rồi quý vị ơi. Ý kiến ý còi gì trơn nữa rồi. Giờ Thanh Liêm cứ để cho chị đẹp cứ đi đâu đi rồi thoải mái. Cuộc sống mà được mọi người lo quá rồi, sanh ra là hết biết gì rồi. Dạ, thì sau khi Thanh Liêm chia sẻ cái video này cũng mong cả nhà thông cảm. Một lần nữa thì Thanh Liêm sẽ nói Thanh Liêm không đem về. Khi nào chị đẹp cảm giác về được, ở dừng đâu dăng lại một chỗ thì Thanh Liêm sẽ tìm cách giúp một lần nữa. Còn hiện tại bây giờ cái chiếc điện thoại này Thanh Liêm mua rồi thì Thanh Liêm sẽ tạm giữ ở đây. Nó vẫn là cái quyền sở hữu của chị đẹp, Thanh Liêm không đá động gì cho hết. Đó, chiếc xe cũng đã mắc rồi thì thôi Thanh Liêm cũng không có kêu xin hay là mua gì chiếc xe đạp nào khác cho chị đẹp nữa, vì đã rất là nhiều cái rồi, xe điện thoại quần áo này nọ, quần áo thì Thanh Liêm cũng không có kêu gọi hết, chỉ lụm được cái gì chỉ cái mặt cái đó nha. Mà
mình cũng không có xin hay là nhờ đến cái sự giúp đỡ của mọi người dành cho chị đẹp nữa. Thôi, tại vì con còn đi công việc ở Thốt Nốt nữa. Dạ. Rồi để chị ngồi ở đây chơi với cô đi, chiều chiều với Lậu về Long Xuyên. Bây giờ đưa xuống đây, đưa về chị cũng lội xuống đây nữa nè. Đi dữ lắm. Biết đường đi mà, biết đường đi đường về mà. Rồi giờ Thanh Liêm xin phép được kết thúc video tại đây quý vị ơi. Mình hết cách với Ngọc Đẹp rồi. Tội nghiệp, cô hai cũng rất là thương, Tâm Thanh cũng rất là thương, mà nói chung là rất là nhiều khán giả thương trên cộng đồng mạng. Nhưng mà chị đẹp như vậy rồi là coi như là mình cũng không còn cách nữa rồi.